thợ. Giờ không có đừng có đèn giờ tưởng tượng đi Quyền ơi. Bóng bóng mà. Bác, sinh nhật mà có đèn là xưa, bây giờ là trời sinh nhật không có đèn. Trời ơi, bóng bóng gì thổi lên thêm. Bãi lộ mẹ này. Được rồi Giao, nổ quá. Nổ? Ủa? Thôi nó nổ với mặt chị. Chị giả chị chết nha. Cảm ơn trời vì anh đã có mừng sinh nhật em nhé. Hỡi em yêu ơi, cầu mong sao ta gắn bó trọn đời. Và người ca khúc bài bài đi tặng cho Quyền ngày sinh nhật đi, bài gì cũng được hết á. Cây con đơn ca đi thâu đúng rồi. Giờ gì nè, giờ làm phim này đúng rồi. Ca đi, ca đi. Ai ca bắt đầu giờ giới thiệu đi, phỏng vấn rồi đi. Nếu mà nó tại sao giờ gọi đây dạ xung rồi. Rồi từ từ Happy birthday Quyền. Rồi thì hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2010, cũng là ngày sinh nhật của lần thứ 17 của bé Quyền. Xin chúc bé Quyền với một sức khỏe dồi dào, năm mới có nhiều tuổi thì học càng nhiều, ăn càng ngon, rồi xinh đẹp ra, giọng máy rồi thì chúc cho Quyền được thành công trong cuộc sống này, cũng như là chúc để luôn luôn được vui vẻ và được cảm thấy hạnh phúc. Không có phải buồn cả. Cố gắng học cho giỏi để sau này sinh nhật em nhé. Hỡi em yêu ơi, mình nghe thêm một tuổi mới tuyệt vời. Xin hát trôi qua camera. Cảm ơn trời vì anh đã có cũng rõ quá như nhau.